sát thủ tương lai. Mặt đẹp thôi rồi, đầu to như cái sọt. Bốn cái chân như bốn cái cột đình. Chân tay chim dài khỏi nghĩ. Hai răng 600 nhun 25 cân hơi. Năm xoáy đẹp. Đầu mặt mắt mũi chấm hết luôn. Mọi nhìn thấy mái lại sắp rửa đấy. Chào anh hai nhá. Sới tiền này, sới hậu này, phân mao này, không chuẩn cu nhá, trên cu nhá, sới mặt thuận đẹp, năm sới hai bên tiền hai bên hậu cân nhau như nhau. Hàng đủ lâm xoáy đẹp nha. Đầu to như cái xô. Chào anh Di Nhập đây. Anh Di Nhập có nhận ra hàng này hàng nào không? Có chốt không để lỗ tật số tài khoản? Anh Di Nhập. Đấy. Sao đẹp luôn. Gấu đấy. Đi. Nhìn thấy mái đấy. Hàng này mà ông nào mà làm cà thì thôi khỏi bàn. Đấy mới là nghe hai răng.
mảnh như con lợn. Chào ông Nguyễn Xuân Tuấn nhá. Mẹ hai răng 630 cân hơi. Đói. Chân tê to như cột đình. Nhưng cơn ngân hàng chưa ngủ dậy. Bán chịu. Không cần phải ngân hàng à. Chị giải hai quả giải to như Di Lập. Có hai quả con này, có hai quả cà to như anh Di Lập. Chim thì như ông Nguyễn Xuân Tuấn. Chim cụ như ông Nguyễn Xuân Tuấn. Mưa gió đi chân trâu. Đúng rồi, hai quả cài thì đúng giống anh Di Lập còn béo. Nhưng vụ chim thì giống Bắc Tuấn. Chim cu giống bác Xuân Tuấn. Anh hai nhỉ. Làm gì có đĩa, ở đây có đĩa nào vịt nó nhặt hết rồi. Như anh em chăn trâu vãi làm gì có đĩa. Đây nội ngọc bọc này. Cỏ toàn non mỡn. Không ăn được thì. Chào Nghĩa Thảo nhá. Nghĩa Thảo nào con nghé này là về Sơn La nuôi giống không? Hàng này mà giống thì không có đối thủ. Hai răng 625 cân hơi. Năm xoáy đẹp. Một mặt thuận, hai tiền, hai hậu, đủ. Ủa không có đối thủ em ạ. Chim to, chân tay to. Chim dái to. Cà thì giống anh Gia Hoạt. Chim này to giống anh Thành Đen. Này thì không có đối thủ rồi. Nhà hai răng 630 cân hơi. Đẳng cấp luôn. Chân tay bằng gối đuôi to. Đầu mặt to. Hai xoáy tiền, hai xoáy hậu. Một xoáy mặt thuận, đẹp. Con nhà thả đẹp không? Bắt cho anh ít. Chấm hết rồi. Đào Dương nha. Bắt toàn chỗ cái chỗ cặp à. Vài năm nữa sừng về như vẽ đứng nhà nhìn như nhà Đắk Lắk. Chân tay to thôi rồi đang thay lông, đang lên lông láng, lên lông xong rồi nhìn nó mới đẹp. Hàng Sơn La mà về cái này mà thả đẳng cấp. Anh toàn bắt nhà Sơn La rồi.
Đây vẫn đang vừa thả nghé vừa cân trâu. Nghé vẫn còn mấy con nữa, còn 4 con nữa. Chưa bán hết. Này ở nhà đoán đi bắt nghé thả mới bắt bọt thì thôi. Không đi châu tàu. Nghé lại bò lên chứ. Trâu này quần bẩn quá. Wow. Công lốc đang làm gì đấy? Chủ gì, chủ chết đói, chủ mới chỉ đang ở nhà chăn trâu cho nghe mốc đầu. Đó, toàn nghe khung đấu này. Đúng rồi, không được tàu bãi đô. Đấy, toàn nghe khung này. Ăn như mấy cắt cỏ. Trắng này quá đẹp, cùng đầu to rẻ như rau muống, 90 cân nột có 15 triệu. Cùng đầu to. Đây. Còn đĩa trong kia. Còn hàng cung đấu, cung sát cao dài.